quý vị và các bạn, kinh tế, xã hội phát triển, đời sống người dân được nâng lên. Nhưng song hành với sự phát triển đi lên đó thì cũng kéo theo vấn đề về ô nhiễm môi trường, nhất là vấn đề rác thải sinh hoạt hiện nay ở tỉnh Lâm Đồng. Trong loạt phóng sự dài kỳ hôm nay, chúng tôi sẽ phản ánh về vấn đề rác thải ở Lâm Đồng, thực trạng và giải pháp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bạn cấm đổ rác, nhưng có vô số loại rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Điều đáng nói là tình trạng xả rác gây ô nhiễm môi trường lại nằm ngay trung tâm tổ dân phố 34, khu vực chợ Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Đây là hôi thối lắm, bà con chúng tôi buôn bán đây rất không đồng ý đó, tại vì không biết là những người ở đâu đưa về đây, ảnh hưởng đến môi trường là vệ sinh tất cả chung các bà con buôn bán gần chợ đây và những người đi lại. Cũng như tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, thực trạng xả rác thải, nhất là rác thải sinh hoạt tại dọc các tuyến đường liên thôn liên xã, thậm chí là tuyến đường quốc lộ diễn ra khá phổ biến ở các địa phương hiện nay. Điển hình như huyện Lâm Hà, Cát Tiên, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc. Hiện nay, bình quân mỗi ngày trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 300 tấn rác thải các loại thải ra môi trường. Riêng tại thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc, huyện Đức Trọng, lượng rác thải mà ngành chức năng, công ty đô thị tiến hành thu gom từ 100 đến 200 tấn. Con số nêu trên chỉ mới được các đơn vị thực hiện thu gom ở khu vực trung tâm, các trục đường chính. Còn số lượng rác thải ở các địa bàn vùng sâu vùng xa thì chưa thể thống kê được. Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến tiêu chí môi trường trong chương trình mục tiêu xây dựng quốc gia nông thôn mới tại các địa phương. Do tất cả là coi là người dân mình không có ý thức. Chúng tôi cũng có kết hợp với công ty du lịch Thác Đàm Ri triển khai một số cái buổi để thu gom rác. Tuy nhiên là cái lực lượng chuyên môn để làm cái việc này cũng có, rồi cái phương tiện để bố trí để thực hiện nó cũng có. Một trong những nguyên nhân chính khiến tình trạng xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường ở các địa phương hiện nay là do ý thức của một số bộ phận người dân còn thấp. Mặt khác, việc thu gom vận chuyển và nhất là công tác phối hợp giữa chính quyền các xã thị trấn với các đơn vị thu gom vận chuyển rác thải còn nhiều hạn chế, vướng mắc. Phòng tài nguyên của huyện là phải là tham mưu cho huyện để phối hợp với chính quyền địa phương là ở các xã, các thị trấn triển khai về ở các thôn, các bản, làng để mình mới giáo dục được cái ý thức cho người dân. Thì ở bên này đơn vị sự nghiệp ở cơ quan chúng tôi, đơn vị sự nghiệp thì phối hợp với cái cơ quan quản lý nhà nước như vậy thì mới làm được tốt được cái việc đó. Chính từ những vướng mắc nêu trên, hiện nay trách nhiệm việc xử lý tình trạng xả rác bừa bãi cũng chưa được giải quyết, dẫn đến tình trạng ô nhiễm, nhất là ô nhiễm từ những bãi xử lý rác thải tập trung hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong kỳ 2, ô nhiễm môi trường từ bãi xử lý rác thải tập trung. Mời quý vị chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã phản ánh trong phóng sự kỳ 1, không chỉ thiếu ý thức trong việc xả rác thải bừa bãi tại khu dân cư, các tuyến đường mà tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra khá nghiêm trọng tại các bãi xử lý rác thải tập trung hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Mặc dù đã thực hiện việc xã hội hóa đầu tư nhà máy xử lý rác theo công nghệ mới, nhưng xem ra hiệu quả mà nó mang lại chưa thực sự hiệu quả. Quá tải từ 4 năm nay, không còn chỗ đổ. Mùa mưa thì trôi tràn lan xuống ruộng, xuống đất sản xuất của các hộ dân. Mùa nắng thì bốc lên mùi hôi ảnh hưởng không chỉ sinh hoạt của người dân, mà còn cả khu vực khu công nghiệp. Đó là thực tế của bãi xử lý tập kết rác thải tại thôn Pré, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng. Bây giờ mình chấp nhận bây giờ sao? Tại vì giờ đâu có được, mình muốn đâu có được đâu. Tại vì bãi rác nằm ở trên rồi, mình ở dưới rồi thì phải chấp nhận thôi. Nước ăn thì mình mua ngoài quán về ăn, còn tắm rửa thì giặt giũ thì phải chịu, giờ sao được. Mùa mưa đến tháng 5, tháng 6 à? Ở đây đâu có làm vụ gì được đâu, hôi lắm. Mong sao là chuyển màu cho dân làng để khỏi ô nhiễm thôi. Cũng như bãi xử lý tập kết rác thải tại thôn Ré, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, do quy hoạch khá lâu, lượng rác thải ngày càng nhiều nên đa số rác thải không còn chỗ xử lý mà phải đổ lộ thiên. Tình trạng này cũng đang gây ô nhiễm ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống của người dân ở huyện Cát Tiên. Bãi rác nói chung là thu gom mà ngày nào nó cũng nhiều, và bãi rác thì nói chung là không quá tải nên là không có chỗ xử lý á, nên bà con ở đây ô nhiễm phản ánh rất là nhiều. Trong những năm qua,
Để giảm thiểu tình trạng quá tải của các bãi xử lý rác thải tập trung, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã đầu tư kinh phí xã hội hóa nhằm thu hút các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư nhà máy xử lý rác theo công nghệ mới, nhưng thực tế chưa mang lại hiệu quả thiết thực. Đi vào hoạt động từ tháng 7 2015, nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt tại xã Xuân Trường do công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng lượng Xanh làm chủ đầu tư, với tổng mức kinh phí là trên 381 tỷ đồng, có công suất thiết kế 200 tấn rác thải trên một ngày. Tuy nhiên, qua một thời gian, hoạt động quy trình vận hành của nhà máy còn nhiều bất cập, nhiều hạng mục chưa được xây dựng đồng bộ, mức giá hỗ trợ xử lý rác thải của tỉnh Lâm Đồng thấp so với thực tế hoạt động của nhà máy, lượng rác tồn đọng lớn trên 20.000 tấn một ngày. Thực tế này đã gây nên tình trạng ô nhiễm không chỉ tại các nhà máy, mà còn ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân trong khu vực. Xưa là nước á, thì nó coi như là trong vắt à. Từ ngày nhà máy vô đây là nước nó đục, nó rất là đục. Dân không sử dụng được nữa. Coi như là nước đó giờ là không tưới được nè. Và tắm rửa giặt giũ là bất cứ cái gì cũng không sử dụng được nữa. Hiện nay thì phải nói rằng là mới bắt đầu, cũng như cái nguồn vốn nó cũng còn thiếu, do đó mà không thể đầu tư một cách đồng loạt. Thành thử ra là cái việc mà đầu tư á, nó còn nhiều cái hạn chế, bởi vì hiện nay là đang hợp đồng với cựu chiến binh làm cái phân, nhưng mà hợp cựu chiến binh cũng mới có làm cái mới bắt đầu là xây dựng thôi, rồi các cái công đơn vị liên kết như là chỗ cái ni lông mà vừa rồi thấy là hạt nhựa, rồi tiếp tục là che da bao, tất cả các lon nhựa hay là bao bì thì sẽ nhà máy khác họ sẽ tiếp nhận và sẽ sản xuất. Thì dần dần thì nhà máy sẽ đi vào hoạt động ổn định, là sản xuất phân bón đầu từ cái đầu vào cho tới đầu ra. Bãi xử lý rác thải tập trung ở thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Cát Tiên đã quá tải trong nhiều năm qua. Hàng ngày, người dân đang phải đối diện với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất là một thực tế hiện nay. Làm gì để giải quyết thực trạng nêu trên? Trong phóng sự kỳ 3, chúng tôi sẽ phân tích cụ thể hơn. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa quý vị, như chúng tôi đã phản ánh trong phóng sự kỳ 1 và kỳ 2 về tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt và các bãi xử lý rác tập trung trên địa bàn toàn tỉnh. Vậy giải pháp nào nhằm hạn chế cũng như giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay? Đó cũng là vấn đề được chúng tôi đề cập trong kỳ cuối của loạt phóng sự dài kỳ hôm nay. Xanh, sạch, sáng, đẹp. Để có con đường như vậy, ngoài nỗ lực của Ban Công tác Mặt trận thôn Quảng Lập 1, huyện Đơn Dương trong việc trồng cây xanh, ý thức giữ gìn cảnh quan, thì điều quan trọng hơn hết là công tác phối hợp giữa chính quyền xã Quảng Lập với Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình Công cộng huyện Đơn Dương về thực hiện đề án thu gom, xử lý rác thải tại khu dân cư. Hầu hết, rác thải được ký kết thu gom hàng ngày và người dân thực hiện tốt việc đóng lệ phí rác thải. Trước khi có cái xe rác á, thì bà con tôi là chưa có cái chỗ mà đổ rác tập thể, cho nên là bà con cũng chưa có cái ý thức để đổ rác vào cái khu trung tâm, cho nên là bây giờ thôi, giờ đã có cái xe rác rồi thì bà con cũng bỏ rác ra và có xe rác nó đi thu gom vào một nơi rồi, cho nên là vệ sinh của công cộng thì nó cũng được vệ sinh hơn. Nói chung là mọi người dân đều chấp hành tốt và theo quy trình chung là cứ 2 ngày một lần bà con đem ra để chỗ trước nhà mình để xe đến bốc rác và chở đi. Để xây dựng và thực hiện được đề án thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn khu dân cư ở các xã của huyện Đơn Dương, chính quyền các xã, Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình Công cộng huyện đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện, nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường cuộc sống. Sau khi triển khai thực hiện cái đề án, bước đầu là được bà con nhân dân ủng hộ 100%, thì xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh và duy trì giữ vững và làm sao trên cái địa bàn không còn cái vấn đề rác thải. Hiện nay thì tại địa phương cũng đang quyết liệt thực hiện cái vệ sinh môi trường, trong đó cái việc chú trọng vào việc thu gom xử lý rác thải, và sau đó thì chúng tôi sẽ thu gom xử lý cái rác nông nghiệp, phế thải nông nghiệp, hợp vệ sinh. Trên địa bàn huyện thì phương tiện nó còn thiếu, rồi các cái thùng rác, các cái thiết bị chuyên dụng nó còn thiếu. Thì mong muốn rằng là sẽ kiến nghị
các cấp các ngành sẽ đầu tư thêm về cơ sở vật chất và vật chất cần thiết để thực hiện công tác này tốt hơn. Thực tế cho thấy nếu địa phương nào thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân thì sẽ giảm thiểu được tình trạng xả rác bừa bãi, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Một vấn đề mà ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng cần quan tâm giải quyết đó là xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường từ các bãi rác tập trung, bởi hầu hết đã quá tải và phải đổ lộ thiên. Quy trình xử lý chủ yếu đào và chôn lấp thủ công. Trong khi đó, việc đầu tư nhà máy xử lý rác theo công nghệ mới, tỉnh mới chỉ thu hút được 2 doanh nghiệp triển khai tại thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc, nhưng cũng đang trong quá trình đầu tư thử nghiệm. Phía trung tâm cùng kêu gọi và các ban ngành của tỉnh và ủng hộ và có nhiều cái biện pháp đầu tư cho huyện Đức Trọng để huyện Đức Trọng sớm là có cái bãi rác mới và sớm đóng cửa bãi rác Bre xã Phù Hội này để nhằm đảm bảo cái môi trường chung của trên địa bàn huyện. Ngoài ra, để đảm bảo môi trường, hạn chế tình trạng gây ô nhiễm, ngành Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng và các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là ở các khu vực dân cư, các nhà máy, khu cụm công nghiệp. Ngành Tài nguyên Môi trường sẽ tiếp tục là tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, cũng như là phối hợp với các ngành và các địa phương, các tổ chức đoàn thể để tăng cường cái công tác là giáo dục tuyên truyền cái vấn đề rác ở từng địa phương, cũng như từng hộ gia đình cá nhân, cũng như từng tổ dân phố để nâng cao nhận thức của nhân dân trong công việc này. Tiến hành xã hội hóa về công tác bảo vệ môi trường trong xử lý rác, tập trung công tác thanh kiểm tra để xử lý. Chứ còn từng cá nhân hộ gia đình mà đi xử lý thì chúng tôi thấy rằng là sẽ rất là khó khăn. Môi trường có tác động rất lớn đến cuộc sống và sinh hoạt của mọi người dân cũng như toàn xã hội. Có thể thấy, để thực hiện tốt công tác này, chính quyền các cấp của tỉnh Lâm Đồng cần có sự vào cuộc tích cực. Người dân cần nâng cao ý thức với những hành động và những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường cuộc sống, góp phần xây dựng địa phương ngày một xanh sạch đẹp hơn. Qua đó thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với mảnh đất được xem là thiên đường du lịch ở khu vực Nam Tây Nguyên này, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày một phát triển bền vững. Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu không còn là chuyện mới. Ngay từ năm 2006, vấn đề này đã được nêu lên. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014 đề xuất từ năm 2016 trở đi thực hiện tăng tuổi nghỉ